Nhiều năm qua, tuệ tĩnh đường Liên Hoa nằm trong khuôn viên chùa Pháp Luân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở thành địa chỉ khám chữa bệnh đông y quen thuộc của nhiều người dân khó khăn trong và ngoài tỉnh. Chư Tôn Đức cùng các lương y luôn nỗ lực không ngừng, hết lòng vì sức khỏe của người bệnh. Hơn 40 năm qua, Hòa Thượng Thích Tuệ Tâm, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Pháp Luân, thành phố Huế, vẫn đều đặn bắt mạch, chẩn đoán bệnh cho hơn 100 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Với tâm huyết của Chư Tôn Đức và các lương y, tuệ tĩnh đường Liên Hoa mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, hỗ trợ điều trị các loại bệnh như cơ xương khớp, đau lưng, đau thần kinh tọa, vai gáy, viêm gan, dạ dày, hô hấp. Các bác sĩ cảm thấy vô cùng hoan hỉ khi được trợ duyên cùng nhà chùa cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân nghèo. Tuệ tĩnh đường Liên Hoa thì được thành lập do sư thầy Thích Tuệ Tâm, được thành lập cách đây là 42 năm. Là xuất phát từ là tấm lòng là muốn chữa những bệnh nhân nghèo, giúp đỡ các bệnh nhân nghèo để mà qua các cái cơn đau đớn của bệnh tật. Trung bình một ngày thì thông thường là khoảng 150 bệnh nhân, kể cả các bệnh khám, các bệnh nhân đi chăm cứu và kể trị hàng ngày. Tuệ tĩnh đường có trang thiết bị hiện đại, được chia làm nhiều phòng như khám lâm sàng, vật lý trị liệu, châm cứu. Đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, tận tình cứu giúp người bệnh. Nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn được khám và phát thuốc miễn phí. Từng bị liệt nửa người do tai biến, thế nhưng sau nhiều tháng điều trị tại chùa, bà Kim Chi này đã có thể đi lại bình thường và hồi phục đáng kể. Bị tai biến nửa người, nhưng mà tôi tới đây là tôi chăm cứu bác sĩ rất tận tình, chú đạo. Xong rồi với bác sĩ vẽ là tôi qua xoa bóp trị liệu vật lý. Ở đây là coi như quý thầy, quý cô rất quan tâm bệnh nhân. Rất cảm ơn là coi như quý thầy, quý cô, quý bác sĩ. Mình rất là vinh dự nó được góp một cái phần để mà góp vào cái công sức cứu chữa bệnh, cũng như là nối dài cái cánh tay của sư thầy Thích Tuệ Tâm để mà giúp các cái bệnh nhân đó qua cái cơn đau ốm. Thời gian tới, tuệ tĩnh đường Liên Hoa có kế hoạch tổ chức các buổi khám bệnh lưu động tại các khu vực vùng sâu vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn thiếu thốn về y tế, để nối dài hành trình yêu thương, mang lại niềm an vui lợi lạc cho những bệnh nhân nghèo.